công ty Việt Nhật phụ xe hung hăng ném đồ vì khách Tây say xỉn. Đại diện công ty du lịch Việt Nhật cho biết, nhóm nữ du khách Nga say xỉn, nhổ nước bọt khiến phụ xe có thái độ không đúng. Hiện công ty đã tạm đình chỉ công việc với phụ xe này. Sáng ngày 27 tháng 7, trao đổi với Zin.vn, lãnh đạo công ty Win Cafe cho rằng sự việc nhân viên có thái độ hung hăng, đuổi du khách nước ngoài xảy ra ở Nha Trang không liên quan đến công ty. Phụ xe hung hăng trên là nhân viên của một công ty du lịch có văn phòng ở Nha Trang. Theo tìm hiểu của phóng viên, nam phụ xe trong clip đang làm cho công ty du lịch Việt Nhật. Sáng ngày 27 tháng 7, bà Lê Thị Mỹ Thảo, đại diện công ty cho biết, ngày 25 tháng 7, xe của công ty chuẩn bị khởi hành từ Nha Trang đi Sài Gòn. Nhóm du khách trên mua vé từ Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh của một đối tác đóng tại Hà Nội. Vì đây là dạng vé mở dành cho du khách đi các chặng nên không có số ghế. Trước khi đến Nha Trang, họ đã dừng chân và nghỉ ngơi ở Hội An. Bà Thảo thông tin công ty đã yêu cầu nhân viên có mặt trong clip làm giải trình. Hình ảnh phụ xe hung hăng có thái độ với du khách như vậy là điều đáng tiếc. Tuy nhiên khi lên xe, hai du khách người Nga có biểu hiện say xỉn liên tục giành giường của người khác. Khi bị nhắc nhở thì họ thách thức, nhổ nước bọt lên phụ xe mới bức xúc. Đại diện công ty Việt Nhật khẳng định không có chuyện phụ xe đuổi khách xuống giữa đường, mà anh này chỉ cố ra hiệu mời hai nữ du khách xuống đất để giải quyết sự việc. Tuy nhiên sau đó một người đàn ông nước ngoài vào can ngăn và văng tục với phụ xe, khiến sự việc trở nên căng thẳng. Nhân viên giao tiếp tiếng Anh không tốt, trong lúc không giữ được bình tĩnh đã có hành động, thái độ hung hăng, làm mất hình ảnh công ty. Tuy nhiên một phần cũng do du khách nước ngoài say xỉn, lên xe làm ồn ào, ảnh hưởng đến hành khách khác. Sau đó nhóm khách đã xin lỗi và tiếp tục hành trình vào Sài Gòn. Sự việc kết thúc ở đó và không có bất cứ ồn ào nào khác, bà Thảo nói thêm và cho biết hiện phụ xe đã được công ty tạm đình chỉ công việc. Sáng ngày 27 tháng 7, ông Nguyễn Văn Dần, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Khánh Hòa cho biết, ông vừa gọi điện thoại thông báo sự việc một nhân viên của nhà xe giường nằm, trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh, có hành vi ném túi xách, chửi bới, đuổi và đe dọa, hành hung khách nước ngoài. Nên lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh đã có hình thức xử lý. Qua xác minh, chúng tôi biết được hãng xe hành xử với du khách như trong clip có chi nhánh tại thành phố Nha Trang nhưng lại đăng ký kinh doanh ở thành phố Hồ Chí Minh, nên phía Khánh Hòa không thể xử phạt hay áp dụng các biện pháp hành chính được. Thẩm quyền thuộc về Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi đã báo cáo cụ thể với phía lãnh đạo trong đó rồi, ông Dần cho biết. Trước đó, ngày 25 tháng 7, du khách Si Lai Lin, người Đài Loan đăng tải trên Facebook cá nhân 3 clip với nội dung nhân viên hãng xe Việt Nhật lớn tiếng mắng chửi, dọa đánh và ném đồ nhóm khách người Nga xuống xe tại Nha Trang. Đến ngày 27 tháng 7, các clip đã có hơn 600 lượt xem và 9.000 lượt chia sẻ. Đáng chú ý, một trang Facebook ở Campuchia chia sẻ lại những clip này và đã có hơn 10.000 lượt chia sẻ. Trong bài viết trên Facebook, du khách Si Lai Lin đã cho biết mình và nhóm bạn mua vé Open Bus của nhà xe Win Cafe Open từ Hà Nội đến thành phố Hồ Chí Minh. Khi đến trạm trung chuyển ở Nha Trang thì xảy ra xung đột với nhân viên của xe. Theo Si Lai, trên vé xe không hề in số ghế, vì vậy các bạn của cô chọn chỗ ngồi gần cửa sổ. Tuy nhiên, nam nhân viên của hãng xe không đồng ý và bắt họ phải chuyển xuống ngồi ở ghế phía sau. Cả hai bên dường như không hiểu ý nhau nên đã có màn đấu khẩu kịch liệt. Sau đó, nam nhân viên này đã có hành động đuổi và ném hành lý của các nữ du khách xuống xe, đồng thời liên tục chỉ thẳng vào mặt du khách và chửi thề. Khi các du khách phân trần rằng họ không làm sai, nhân viên này liền nhào lên xe với ý định đẩy họ xuống. Trong lúc đó, một nam du khách nước ngoài tiến đến can thiệp thì nhân viên này chỉ thẳng mặt chửi. Sau đó phụ xe lấy một khúc cây dọa đánh. Open Bus, bus mở, là một loại hình du lịch đã phổ biến tại nhiều nước trên thế giới, dù chỉ mới bắt đầu phát triển tại Việt Nam. Khi đã mua vé Open Bus, du khách có thể dừng chân tại các địa điểm đã đăng ký trong thời gian tùy thích. Khi nào muốn di chuyển tiếp thì liên hệ với nhà xe để bắt đầu chuyến tiếp theo. Hằng ngày nhà xe đều có những chuyến phục vụ cho nhu cầu của du khách. Hủy kết bạn với Trường Giang, Nhã Phương nhắn nhủ bâng quơ, cảm ơn những gã tồi vì họ đã dạy cho ta trưởng thành. Tin đồn Nhã Phương và Trường Giang chia tay rộ lên cách đây nửa tháng khi nữ diễn viên tuổi thanh xuân bất ngờ chia sẻ một dòng trạng thái khó hiểu về tình yêu. Tuy nhiên, chỉ ít ngày sau đó, cả hai bị lộ ảnh đang đi du lịch Côn Đảo cùng nhau, xóa tan nghi án dạn vỡ.
Song mới đây, cư dân mạng phát hiện cặp đôi đã lặng lẽ hủy kết bạn trên trang cá nhân. Vài ngày trước, Nhã Phương cũng viết một bức thư lạ dành cho người em, nhưng nội dung thư lại dễ khiến người hâm mộ cảm thấy như cô đang động viên chính mình. Bức thư này có đoạn: nhiều người nói rằng tình yêu chân chính đòi hỏi sự dũng cảm, nhưng đừng hiểu lầm ý nghĩa của dũng cảm. Dũng cảm không chỉ là việc theo đuổi không ngừng, mà có khi dũng cảm là biết buông bỏ. Chúng ta hãy cảm ơn những gã tồi vì họ đã dạy cho chúng ta trưởng thành, dạy cho ta cách quan tâm, yêu bản thân mình trước thì những người đó sẽ yêu mình. Bi biết em đang rất sợ, rất cô đơn, rất cần đi xa, rất cần người bên cạnh. Nhưng London hay Bi không thể làm biến mất nỗi sợ thay em, mà cách tốt nhất để em vượt qua nỗi sợ đó là đối mặt với nó ngay lập tức. Đừng để nỗi sợ thay em quyết định bất cứ chuyện gì. Hãy tự mình tiêu diệt nỗi sợ đó đi. Bức thư này được Nhã Phương đính kèm những bức ảnh chụp cùng mẹ và các chị em gái. Từ khi bén duyên với nhau sau bộ phim 49 này, nữ diễn viên trẻ và ngôi sao truyền hình thực tế Trường Giang liên tục vướng tin đồn trục trặc. Tuy nhiên, sau scandal Trường Giang bắt cá hai tay với Quế Vân, cặp đôi trở nên khăng khít, gắn bó hơn. Thậm chí họ còn chia sẻ ảnh cưới và thông tin về một đám cưới vào cuối năm nay. Phát hiện ảnh cưới của Tim và Trương Quỳnh Anh có gì đó không đúng. Tim Trương Quỳnh Anh chia sẻ ảnh cưới rồi mất tích. Cách đây ít giờ, Tim và Trương Quỳnh Anh bất ngờ chia sẻ ảnh chụp từ phía sau khi đang mặc trang phục cô dâu chú rể đứng trong lễ đường. Thoạt đầu không ít fan mừng rỡ trước hỷ sự bất ngờ của thần tượng. Tuy nhiên ngay sau đó khán giả phát hiện thông tin thời gian hiện ở trên màn hình lớn của đám cưới là vào ngày 27 tháng 8 năm 2017. Ngay lập tức nhiều ý kiến đã nổ ra tạo thành luồng tranh luận. Bên cạnh những fan gửi lời chúc phúc đồn đoán móc thời gian tổ chức đám cưới sắp tới của Tim và Trương Quỳnh Anh, một số khác lại cho rằng cặp đôi này dùng chiêu trò để gây sự chú ý. Khi liên hệ với Trương Quỳnh Anh và Tim để xác thực thông tin, cả hai nghệ sĩ đều không bắt máy. Tuy nhiên, đại diện truyền thông của nữ diễn viên chia sẻ với chúng tôi, chính anh cũng không hề biết về chuyện này. Người phát ngôn đưa ra phỏng đoán cá nhân, có thể đây chỉ là một dự án công việc hay cảnh quay quảng cáo nào đó của cặp đôi. Trước nhiều lần rò rỉ ảnh cưới vào tháng 8 năm 2016, Tim đã cầu hôn Trương Quỳnh Anh trong một rạp chiếu phim, khiến người đẹp bật khóc vì hạnh phúc. Thế nhưng không lâu sau đó, vào tháng 5 năm 2017, có thông tin từ Tòa án Nhân dân quận 10, thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định thuận tình ly hôn theo thỏa thuận giữa cặp vợ chồng ca sĩ. Fan vô cùng lo lắng chuyện tình đẹp của hai nghệ sĩ rạn nứt. Tuy nhiên cũng có người cho rằng Tim và Trương Quỳnh Anh muốn dùng chiêu trò để tạo scandal. Bất ngờ Harry Won nhập viện, fan nháo nhào, Trấn Thành có lo. Đăng tải hình ảnh cánh tay đang được truyền vitamin tại Hàn Quốc. Bà xã Trấn Thành, Harry Won khiến fan lo lắng cho tình trạng sức khỏe của cô. Mới đây trên trang Facebook cá nhân, Harry Won có đăng tải dòng trạng thái ngắn ngủi, vitamin hu hu. Kèm theo đó là hình ảnh cánh tay của cô đang được truyền thêm vitamin vào cơ thể khiến người hâm mộ ngỡ ngàng, hốt hoảng. Chơi gì mà đi bệnh viện du lịch rồi chị ơi, sao không cẩn thận sức khỏe vậy? Nhìn mà đau lòng quá, làm ít thôi, sức khỏe là quan trọng nhất. Chị ơi, chị có sao không chị? Chị nghỉ ngơi và ăn uống, uống thuốc cho mau khỏe nha chị. Em nhìn mà lo cho chị lắm luôn. Là một trong rất nhiều những lời chia sẻ, hỏi thăm từ fan gửi đến cho bà xã Trấn Thành. Đáp lại sự quan tâm của người hâm mộ lo cho sức khỏe của mình, Harry Won cho biết thời gian gần đây cơ thể cô gầy dẫn đến tình trạng mệt mỏi. Giọng ca Anh Cứ Đi Đi cũng tự nhủ mình rằng sẽ không giảm cân nữa để đảm bảo sức khỏe. Dạo này chị gầy quá hay sao, nó hay mệt, giờ không giảm cân nữa đâu, Harry Won viết. Bà xã Trấn Thành cũng không quên trấn an fan rằng em đi chích thuốc vitamin cho khỏe, tăng miễn dịch thôi, không có gì ghê gớm, đừng lo nhé. Dù giọng ca Anh Cứ Đi Đi đã lên tiếng, nhưng người hâm mộ vẫn không khỏi lo lắng khi thấy cô ngày càng gầy gò trong thời gian gần đây. Ngắm nhìn những hình ảnh này khiến fan sốc vì ngoại hình có phần hốc hác, phờ phạc của bà xã Trấn Thành. Trước đó, Harry Won có khoảng thời gian bị chê vì thân hình mập mạp, thậm chí việc tăng cân cũng từng khiến cô vướng vào tin đồn mang thai. Sau đó, cô đã giảm được 6kg trong vòng 2 tháng. Việc giảm cân khiến Harry Won thon gọn hơn, tuy nhiên nhiều người không khỏi lo lắng trước việc xúc cân không phanh của nữ ca sĩ.